Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Pro Auto. Thì hôm nay ngay bên cạnh đây là một chiếc Explorer nâng cấp lên những cái món mà phải nói rất là tiện nghi luôn các bạn. Bây giờ mời mọi người xem những cái món tiện nghi này là những cái món gì nha. Cái chiếc xe Explorer này đặc biệt là nâng cấp lên một cái bộ mâm nè các bạn, là mang tới cho một cái vẻ đẹp, một cái sự ở ngoài, ngoại thất có một cái vẻ đẹp cực kỳ cuốn mắt luôn các bạn. Thì bây giờ mời mọi người xem cái bộ mâm này nha. Cái bộ mâm này mình đã lên rất là nhiều cho xe Explorer các bạn. Cái chiếc này là chiếc thứ ba luôn rồi đó. Đó, cũng nâng cấp lên một cái bộ mâm forget. Cái bộ mâm này cái mẫu xương cá các bạn. Khi mà lên trên xe bắt đầu là nhìn nó rất là đẹp luôn ha. Ở đây thì họ thiết kế ra những cái mảnh mà mình nhìn ở ngoài vô thì nó sẽ có một cái sự sắc sảo. Khi mà lăn bánh thì nó có một cái hiệu ứng rất là đẹp luôn các bạn. Và ở trong này thì mình cũng phối thêm một cái sơn ốp Brembo ha. Nếu mà được thì các bạn đi luôn một cái ốp Brembo. Còn cái này là sơn một cái má heo ở trong này các bạn. Sơn thì lâu dành bắt đầu cũ đi. Thì cái phương án cho nó tối ưu nhất á, là mình nâng cấp lên một cái ốp Brembo luôn để cho nó đẹp hoàn hảo nhất ha. Cái bộ mâm này thì quá xuất sắc rồi các bạn. Mâm này mâm forget của Thái Lan ha. Đó, các bạn thấy một cái bộ mâm màu đen lên cho chiếc xe màu đen luôn thì nhìn nó sẽ có một cái sự rất là sang trọng và cái bộ mâm này nó rất là thể thao luôn các bạn. Cái option thứ hai nữa đó là một cái bệ bức điện. Khi mà mình đóng cửa lại thì cái bệ bức điện của mình nó sẽ gập lên một cách rất là gọn gàng luôn nè. Nhìn chiếc xe của mình nó cao lên các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ mở cửa cho các bạn cùng xem nha. Đó, mở cửa ra. Thì khi mình mở cửa ra thì cái đồng thời cái bệ bức điện này sẽ xòe ra và mình đi lên đi xuống. Cái bệ bức điện này cực kỳ chắc chắn luôn nha các bạn. Rất là chắc chắn luôn nha. Và trên bệ bức điện cũng có chữ Explorer nè các bạn. Hai motor ha. Đó, đóng cửa thì cái bệ bức điện của mình nó sẽ gập lên. Đó, nhìn chiếc xe của mình nó sẽ rất là cao luôn ha. Đó, mở cửa ra thì cái bệ bức điện của mình nó sẽ xòe ra. Đi lên đi xuống cũng dễ dàng nữa ha. Explorer thì mấy anh em nâng cấp lên một cái option bệ bức điện này rất là nhiều luôn. Chiếc xe này cũng có thêm là một cái mình đang đặt một cái màn hình sin 4, màn hình đứng về lắp cho chiếc xe này luôn. Bây giờ chưa có về hàng các bạn. Đây, mời mọi người tới một cái phần tiếp theo của chiếc xe Explorer này nha. Chút xíu nữa mình sẽ quay một cái rất là tiện ích cho chiếc xe Explorer này luôn. Đó là băng ghế thứ hai, các bạn cùng chờ xem. Hiện tại thì mình đang ngồi trên một cái khoang lái của chiếc xe Explorer. Thì cái vô lăng này mình đã cho anh em là một cái carbon fiber các bạn. Đó, thì cái carbon này á, mình làm một cái mẫu decod có một cái dáng rất là thể thao nha, mà mình cầm vô nó bám tay lắm các bạn. Rồi bây giờ mình làm xong bắt đầu đi lên trên xe nhìn rất là thể thao luôn ha. Đó, nó có một cái vẻ đẹp sang trọng mà rất là thể thao luôn. Và trên này mình cũng đã gắn thêm một cái camera hành trình của hãng Vietmap M1 nè. Đi thì bắt đầu báo việc báo tốc độ rồi camera phạt nguội đầy đủ ở trên một cái con camera hành trình này hết ha. Tuy rất là nhỏ nhưng mà rất là tiện ích luôn. Đây, cái băng ghế thứ hai này các bạn. Đó. Giờ các bạn nhìn thấy hai cái nút này là thấy ấn tượng này ha. Đây là hai cái nút cái công tắc của Audi á các bạn. Mình đã được nâng cấp lên một cái chỉnh điện cho chiếc xe Explorer này ha. Mình sẽ chia sẻ sâu về một cái hàng hai của băng ghế hàng hai này cho các bạn xem và tham khảo ha. Đây, hàng hai mình đã được hàng khung thêm và đắp mút thêm và may thêm da. Đây một cái khung. Bây giờ mà các bạn nhìn thấy là ba hàng này là nó bằng nhau luôn các bạn. Đó, thường thường là hai cái ghế của bên tài bên phụ là nó sẽ thấp hơn, là nó sẽ ngắn hơn. Còn cái ghế ở chính giữa là nó sẽ dài hơn nè. Bây giờ mình sẽ đắp mút với lại mình hàng sắt với lại mình may da thêm cho nó bằng nhau luôn. Đó, cả ba băng ghế này bây giờ bằng nhau hết. Và mình làm thêm cái điện, khung điện trượt ngã tới lui luôn. Đây, để mình lên xe. Cái công tắc này nhìn nó rất là xịn sò luôn các bạn. Là mình lấy cái công tắc từ cái cụm Audi qua luôn ha. Bây giờ mình sẽ trượt tới nè. Đó. Rất là ngon lành ha. À, mình đã nâng cấp lên một cái bộ ghế chỉnh điện bốn hướng cho ba cái hàng ghế này luôn. Hai cái ghế tài, ghế phụ với lại là một cái ghế giữa thì mình làm ngã lưng thôi. Đó. Lui nè các bạn. Rồi, ngã nè. Đó. Ngã nè các bạn.
ngã rất là sâu luôn nha, ngã rất là sâu luôn các bạn. Cái option này phải nói rất là đặc biệt, mà anh em mình làm mất hết lay hoay cũng 3 ngày mới hoàn thiện về một cái nâng cấp này các bạn. Đó là ở sau, khi mà mình gập tới gập lui thì nó sẽ cánh cái miếng nhựa ở phía sau nè. Đó, lúc này mình sẽ gọt ở phía trong đi, mình gọt ở phía trong bắt đầu là mình sẽ làm cho nó hài hòa để cho nó lọt về một cái khung đó, thì lúc này mình ngã được nhiều hơn ha. Đó, khi mà mình làm xong rồi các bạn thì nó cũng giống như dinh thôi. Đó, ở trong đó, bắt đầu mình bớt thêm để cho nó mềm đi ha, thì bắt đầu ha, là mình lọt cái ngay chỗ mà cái nhựa luôn, rất là ngon lành ha. Về một cái bộ ghế chỉnh điện nâng cấp lên cho hàng 2 của chiếc xe Explorer nè, nó ngã nè, rồi ha, gập lên nè, tới nè, đó, lui nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái băng bên phụ nè. Giờ mình sẽ cho tới luôn ha. Tới luôn nè. Đó. Lui nè. Chỉnh điện hết các bạn. Gập lên nè. Đó, rất là ngon lành luôn ha. Rồi gập xuống nè. Rồi bây giờ đặc biệt nữa là cái hàng ghế thứ hai nè, đó, gập lên nè, đó, các bạn thấy nó gập không? Đây, hàng ghế giữa nè, đó, gập lên nè. Đó. Gập rất là hả, ngon lành luôn, gập xuống nằm xuống luôn nha. Đó, nằm sắp gì luôn nè các bạn. Đó, bây giờ mình gập lên nè. Cái hàng ghế thứ hai này các bạn, cái hàng ghế giữa này nè, là mình chỉ làm gập thôi chứ mình không có làm chỉnh điện tới lui. Còn hai cái ghế ở bên này thì mình sẽ làm trượt điện tới lui ha. Về một cái bộ ghế trượt điện tới lui và ngã lưng, mình làm trọn vẹn hết ha cho chiếc xe Explorer này. Cái option này phải nói rất là tiện ích cho những người ngồi sau các bạn. Thường thường chiếc xe Explorer thì mấy anh em ngồi ở phía sau là nhiều, còn tài xế chạy không à. Cho nên là mình làm một cái giữ lại cái ghế dinh luôn, bắt đầu mình nâng cấp lên một cái chỉnh điện của băng ghế thứ hai này để mình sử dụng rất là tiện ích luôn ha. Cái công tắc này thì công tắc của Audi đó, còn mình làm lại thủ công về những cái cho nó hài hòa về một cái đắp nệm này. Đó, hàng khung thêm, bắt đầu đắp mút rồi may da thêm, mình vẫn giữ lại cái da dinh ha. Mình đắp đó, thì mình đắp ở phía trong này các bạn, chứ mình không có đắp ra, thì mình dời nguyên cái cụm này ra luôn, bắt đầu mình đắp ở phía trong này. Thì đây là một cái nâng cấp cho chiếc xe Explorer. Nếu mà anh em đang chạy một cái dòng xe Explorer này mà muốn nâng cấp lên những cái món phụ kiện tiện ích và cũng như là mâm và một cái bệ bước điện hoặc là những option gì cho xe thì cứ liên hệ với bên mình nha. Đó, bên em là số 3 đường số 1A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ha. Và mọi người đừng quên ủng hộ Bờ Đô Tô nha. Xin chào, hẹn gặp lại.